Trời ơi, thí chủ tên gì? Tôi đang hỏi thí chủ tên gì, có đụng chạm gì tới thí chủ đâu rồi tự nhiên hứ. Lâu Noel này, Lu thấy mấy đứa có gấu chở nhau đi chơi, Lu thấy sao? Tôi khinh. Ồ, đúng rồi, tự nhiên khinh ta. Rồi rồi, hiểu rồi, chắc là ghen tị ở đây rồi. Không có gấu, không có người yêu chứ gì. Có đúng vậy không? Vậy nhìn thấy mấy đứa không có gấu thì mày thấy sao? Thấy thương. Vậy nhìn mấy đứa đẹp trai giàu có hơn mày, mày thấy sao? Tôi khinh. Vậy mấy đứa xấu hơn mày, nghèo hơn mày, mày thấy sao? Thấy thương. Vậy mấy đứa mà nó ở sạch hơn mày, nó biết đá, nó biết ỉa đúng chỗ hơn mày, mày thấy sao? Cụ thể là thằng mèo á, mày thấy sao? Tôi khinh. Sao tự nhiên khinh nó? Nó ỉa đúng chỗ mà tự nhiên khinh nó. Biết tại sao không? Ủa tại sao vậy? Nó ỉa đúng chỗ mà cứt của nó, tôi quắc. À vậy là cứt của mày thơm hơn tụi nó đúng không? Ừ à. Ê Lulu, bây giờ ba thấy ở ngoài đường FA nhiều quá, con có thể chia sẻ kinh nghiệm cưa gái của mình được không? Không được. Rồi sao bị kêu kẹo dữ vậy mày? Chỉ đi. Thôi. Sao vậy? Tôi chỉ xong nó biết nghề cái nó. Cô ghẻ tôi sao? Trời ơi, lo xa quá. Ủa, chỉ đại đi con. Dẹp đi. Sống này chết mai, làm người đừng có ích kỷ quá con. Con nghề của tuyệt chiêu gì cứ bày ra cho thiên hạ biết đi con. Tụi chó mà. Người gì người? Ờ, bà quên. Quên không á. Thôi chỉ đại đi con. Sao bí quyết là gì? Tặng quà đi. Quà gì mà tặng? Không mua ở đâu? Shop Linh Anna. Shop Linh Anna hả? Mà ở trên đó có bán gì đặc biệt không con? Có đồ hiệu gì không? Có giày dép gì không? Có luôn. Có túi xách, có đồng hồ, có mắt kiếng gì không? LV luôn á. Wow, LV luôn hả? Có Sanvato không? Có luôn. Có Bulgari không? Có Bentley không? Sao không? Nhưng mà có chính hãng không? Phải đồ của Nhật hay đồ của Mỹ gì không? Mà có đang sale khủng không? Gì mà sale là tao khoái lắm. Có luôn. Rồi có nhận mua hộ hàng Nhật hàng Mỹ gì không con? Dứt luôn. Chà, phải chi có son, có nước hoa nữa hay ha. Có luôn. Trời dữ gì ha? Có quần áo xách tay gì không con? Thiếu gì? Trời dữ gì hả ta? Rồi có mua bán ký gửi đồ hiệu đó qua sử dụng không con? Ba còn vài món muốn bán nè. Chơi luôn á. Wow, vậy shop bên Anna này dữ à. Ok, ba mua liền. Ừ.